Hello, có một người bạn nào vào không? TV256 đang livestream mà mình nghĩ cái giờ này là cái giờ ở bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam là 1:19. Là 13:19 phút mà sao không thấy người nào vào hết? Sao video mình không có ai vào hết, lạ lùng ha. Mình có mời một số người nhưng mà không thấy ai vào hết. Tại sao cái screen nó cứ nhảy nhảy làm sao ha? Nãy giờ 4 phút rồi mà cũng không thấy một người nào vào. Lạ vậy. Hello quý bạn ơi, có ai vào không thì đánh cho tivi vài dòng tắt chat nha. Tại sao mình không thấy ai vào hết nha? Nãy giờ là 5 phút rồi đó. Hình như mình thấy có một người là Moon Lê. Mình không có thấy, mình không thấy cái số mà ở trên bao nhiêu người vào mà mỗi lần mình livestream ấy. Sức kỳ á. Mà cái hình nó thì nó nhảy nhảy rồi làm sao mình cũng không hiểu nữa. Hình như là Facebook nó đang thay đổi một điều gì. Ở đây bây giờ Facebook nó có cái vấn đề mà share screen nè. Chọn cách. Okay. Quý bạn nào mà có vào đó cho TV26 và dòng tắt chat nha. Hình như là Facebook nó thay đổi cái gì đó. Thành ra mình thấy cái screen mình nó cũng nhảy nhảy nữa. Kiểu này mà làm sao mà livestream gì được. Không có người vào. 7 phút mấy rồi mà như thấy có một người vào nhưng mà nó cũng không hiện lên nữa. Anh hôm xưa nhớ thời là thời niên thiếu hay là được quên mất rồi. Anh hôm
mấy chục năm rồi cái gì cũng quên hết. Giờ là đến cái tuổi quên rồi. Hai con thằng lằn con đua nhau căng nhau đứt đuôi. Cha con thằng lằn con trông thấy mấy mà mắng cho. Hai con thằng lằn con. Chào Lê Điện nha. Khỏe không Lê Điện? Hôm nay mình không thấy cái chỉ số nha. Cái sĩ số mà người giàu xem đó. Thành ra mình thấy không có ai thì mình ca. Mình ca bài hai của thằng lằn con. Khỏe. Hai con thằng lằn con đua nhau căng nhau đứt đuôi. Cha con thằng lằn con trông thấy mấy mà mắng cho. Hai con thằng lằn con đuôi thì to mà đã cục rồi. Ôi đến đã vô cùng chung khóc than tơi bời. Hai con thằng lằn con đuôi nhau căng nhau đứt đuôi. Cha con thằng lằn con trông thấy mấy mà mắng cho. Hai con thằng lằn con đuôi thì to mà đã cục rồi. Ôi đến đau vô cùng chung khóc than tơi bời. Mình thấy có một số người vào rồi đó mà hình như là mình không thấy những cái chỉ số mà ở trên màn ảnh để mình biết là bao nhiêu người vào. Thành ra hình như rằng là Facebook nó đang thay đổi cái điều gì đó, và mình thấy cái hình ảnh mình nó cứ chớp à, mấy cái vài giây là nó chớp à. Thành ra sẵn đây mình thử thôi. Quý anh chị mà vào diễn đàn TV256 thì đánh dài dòng tắt chat chị mình nghe. Nãy giờ đã 10 phút rồi đó. 10 phút rồi mà mình thấy gần như là rất là ít người vào. Mà mình thấy nó chớp như vậy, cái hình ảnh nó chớp như vậy làm sao mà coi được. Nhưng mà để xong rồi đó mình test thử coi coi nó có. À, chào chú Thị Vân. Chào chú Thị Vân. Thì như quý anh chị em biết ở mà TVN56 thì sống ở hải ngoại. Thành ra là mình ở nhà nguyên ngày thôi. Gần như là những cái thời gian này đó mình bắt đầu mình rất là rảnh. Mà tại sao nó không có chỉ số để mình biết bao nhiêu người vào ta? Ồ, anh Quỳnh Quốc Bình. Chết rồi. Tự nhiên mình làm như có ai nhắc mình nữa nghe. Làm như có ai nhắc mình muốn ách xì rồi. Nãy giờ mình livestream là cả 10 phút rồi đó. Mà mình không thấy, mình không thấy rất là ít người vào. Nhưng mà trong cái màn ảnh đó, nó cũng không cho mình biết rằng là bao nhiêu người vào nữa. Khổ vậy đó. Mỗi lần thì Facebook nó chỉ cái số là có bao nhiêu người vào mà kỳ này không thấy gì hết. Hình như nó thay đổi gì mới đó. Ồ, làm sao mà bạn Quỳnh Quốc Bình thấy có bốn người ha? Ở đây mình hoàn toàn mình không thấy người nào hết. Mình thấy không có thấy người nào, thành ra mình nãy giờ mình ca hát rồi giỡn cho vui. Bữa nay mình muốn tám một chút xíu rồi. Mà đây đó, cái Facebook mới đó, nó có cái vấn đề mà share screen nha. Trên trên cái desktop của mình share screen được á.
Nó share screen đó bạn Quỳnh Quốc Bình. Thì thí dụ mà bây giờ tivi mà thí dụ mà tivi 256 mà mời bạn Quỳnh Quốc Bình lên đó thì không biết là có được không. Nó thay đổi mà tại sao hình ảnh nó cứ chớp chớp hoài à? Là mình không biết có vấn đề gì không? Ồ, 7 người rồi hả? Thì quý anh chị em biết á, chúng ta đang trong cái thời kỳ mà khủng hoảng về cái vấn đề mà con virus mà Vũ Hán nó làm thay đổi tất cả các cuộc sống của chúng ta, cũng như hiện tại TV256 rảnh để mà có thể livestream với quý anh chị em. Thấy 7 người rồi hả? Cảm ơn anh Hùng Bình. Sự thật mình thấy đó, nó chỉ có cách cách là ở nhà thôi. Theo mình nghĩ quý anh chị em, cái con virus này nó lan quá nhanh đi, mà mình cũng không biết nó lan bằng cái cách gì nữa. Mình nghĩ nó lan bằng qua cái hơi thở thì phải, qua cái hơi thở của mình đó. Thì khi mình hít vô thì con virus nó chạy vào thôi, nó chạy vào trong cái buồng phổi của mình. Tại vì mình biết cái con virus này nó tấn công vào cái buồng phổi của mình. Thành ra nói thật đó chứ mình không có cách chi mình tránh được. Mới vừa đây đó TV biết rằng là cái cô mà Thùy Trang Nguyễn đó, thì Thùy Trang Nguyễn đó, cái cô đó cổ lên New York để mà cổ là một bác sĩ và cổ chữa bệnh cho người ta ở New York mới cách mấy ngày thôi, mà ngày hôm nay cổ bị nhiễm cái căn bệnh quái ác. Dù là cổ là bác sĩ đó, và cổ mang khẩu trang đó, cổ cũng bị nhiễm bệnh như thường. Quý anh chị em nghĩ rằng là mình mang khẩu trang mình tránh được không? TV256 không bao giờ nghĩ như vậy. Nó có thể nó có những cái biện pháp mà mình tránh đó, rất là đơn giản. Giống như mình xức cái dầu cù là ngay mũi mình, hoặc là mình xức cái dầu nóng ngay mũi mình. Đó là cách mình phòng ngừa. Ngoại trừ ra không có cách nào. Dù là bạn mang khẩu trang, bạn cũng bị nhiễm như thường. Biết bao nhiêu những người làm việc ở trong nhà thương cũng như y y tá, bác sĩ, bao nhiêu bác sĩ bị bệnh luôn. Và cô Thùy Trang đây là những cái mới có mấy ngày là cũng đã bị nhiễm với con virus, dù là khẩu trang. Mình nên nhớ cái khẩu trang đó là cái nơi mà mình hít rất nhiều cái con virus. Mà theo những cái sự mà người ta điều tra ra đó thì con virus này nó luân lưu ở trong cái hơi lạnh của cái máy lạnh. Thành ra mình thấy đây là một cái điều mà sai lầm của tất cả các cái bệnh viện. Không không nên dùng máy lạnh. Mình nghe cái lời tường thuật của một bác sĩ Việt Nam khi mà cái bệnh SARS đó xảy ra đó. Thì cái sự bệnh SARS nó cũng lây nhiễm rất là kinh hoàng lắm. Mà bác sĩ này đó, bác sĩ Việt Nam họ nghĩ ra một cách là họ kêu tất cả nhân viên mở tất cả các phòng, mở cửa sổ ra hết.
và họ không dùng máy lạnh. Họ không dùng máy lạnh. Thành ra đó, con virus nó sẽ dễ chết lắm. Nó không có mà cũng như sống quá dài như mình nghĩ đâu. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái máy lạnh đó, máy điều hòa không khí ở trong nhà mình đó, thì con virus nó sống lâu lắm. Nó bay luân lưu là khắp mọi nơi hết. Và nó quá nhỏ đi. Khi mà nó quá nhỏ đó thì không có khẩu trang nào mà có thể chặn được nó. Nhiều khi đó nó còn bám vào cái khẩu trang nữa. Nó bám vào khẩu trang rồi nó sinh sôi nảy nở trong khẩu trang. Rồi nó quá nhỏ rồi mình cũng hít vào thôi. Mình thấy vô phương cứu chữa. Ngoại trừ là mỗi người đều sống cách ly hết. Mỗi người luôn á, chứ không phải cả gia đình đâu. Mỗi người trong một cái phòng riêng của mình. Nó quá đáng như vậy. Ngay cả gia đình mà có người làm việc rồi, có người cũng đi chợ đồ này nọ rồi, nó cũng lây lan hết rồi. Thành ra mình nghĩ rằng là cái ông bác sĩ ông đề nghị là mở tất cả các cửa sổ bệnh viện. Ông đúng đó. Và từ đó ổng diệt được cái bệnh SARS và không có bị lây lan. Cái quan trọng là cái mở cái cửa sổ không khí cho ra. Thành đã biết bao nhiêu người người ta vào bệnh viện là người ta bị nhiễm hết. Bây giờ mình không bệnh mà mình vào bệnh viện mình cũng bị nhiễm luôn. Thì tốt hơn là mình cách ly ở ngay nhà luôn. Cảm ơn bạn Quỳnh Quốc Bình nha. 7 người. Ít ra đó mình cũng biết là mình nói chuyện có bao nhiêu người mình nói chuyện thì nó mới vui được. Quý anh chị em nào mà muốn chia sẻ với 8 với TV256 với mấy bạn bè đó thì quý anh chị em mình không biết là mình chia sẻ như thế nào nha. Nhưng mà ở đây đó cái Facebook mới đó mình thấy có cái nút mà share đó. Share screen đó thì mình biết rằng là hiện tại tất cả mấy cái máy dùng mà desktop đó nó đều có vấn đề mà share screen. Là có thể mình mời mời những người khác vào đó. Thành ra quý anh chị em nào mà muốn vào chia sẻ chung với TV thì 256 thì mình có thể lên tiếng đó. Có thể đánh đánh yes hay là gì đó rồi TV mời lên. TV256 sẽ mời lên mà mình chưa biết mời như thế nào nữa. Đại khái là bữa nay mình trò chuyện chơi rồi mình thử những cái mấy cái nút này của Facebook như thế nào thôi. Mà hiện tại mình không thấy nha. Mình không thấy cái chỉ số mà bao nhiêu người vào nha. Hoàn toàn mình không thấy mà mình không biết nó nằm ở đâu nữa chứ. Chả biết nó nằm ở đâu nữa. Hoàn toàn không có. Mình nhìn hết tất cả hình ảnh rồi mình hoàn toàn không có. Chào bạn Maria Vũ nè. Nói thật đó, mình thấy mình cảm thấy là trên thế giới này mình phải sống chung với virus, mình sống chung với con virus gần như không có thể nào, không có thể nào tránh được. Nó ở khắp mọi nơi, nó khắp ở trong không khí và nó lan nhanh kinh hoàng như vậy. Mình chỉ cần mình hít vào lá phổi mình là mình bị rồi. Không có ai tránh được hết. Ngoại trừ mình ở già thôi.
mà làm sao mình ở nhà được, đến lúc mình cũng phải đi chợ để mua thức ăn thôi. Mà nó lây kinh hoàng như vậy thì chịu thôi, nó lây theo cái cấp số nhân, cứ hễ 2 3 ngày là nó nhân đôi một lần, 2 3 4 ngày là nó nhân đôi một lần. Bởi vì mới ở nước Mỹ mình mới thấy có 30 mấy ngàn, mà bây giờ đó nó lên tới trên 100 ngàn. Nói thật mình không tin được, mình không bao giờ tin là nước Mỹ mà lên nhanh như vậy. Thành ra TV256 hiện nay rất 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 là nghi ngờ có cái bàn tay ác độc của cái thằng thằng Trung Cộng. Tại vì quý anh chị em mà khi mà nghe cái clip của TV256 này thì quý chị em vào cái YouTube đó, mà quý chị em search cái, nó có 2 cái clip của thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai vào ngày 27 tháng 2 thì phải, 27 thì tháng 2 thì thầy Thông Lai có nhận được một bức thư của một người phụ nữ Việt Nam mà lấy chồng là Tàu. Thì cái cô phụ nữ đó đó, chồng có làm việc cho cơ quan tình báo và dưới trướng của Tập Cận Bình. Thì cô ta kể cho thầy Thông Lai về một cái câu chuyện mà mình thấy rất là kinh hoàng, là Tập Cận Bình đó, Tập Cận Bình là chủ tịch nước, cái tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cận Bình chỉ thị cho những gián điệp người Tàu, gián điệp người Tàu mà mang cái quốc tịch là Hoa Kỳ, mang cái quốc tịch Hoa Kỳ rồi trở về nước Hoa Kỳ, mang theo con Vũ Hán, mang theo những con vi trùng Vũ Hán mà mình không biết là họ mang bằng cách nào, hoặc là họ phải là cái người mà bị nhiễm bệnh để mà họ có thể họ lây cho những người khác, hoặc là họ mang con Vũ Hán trong một cái hộp chẳng hạn vậy. Mình không biết cái vấn đề gián điệp, mình không biết. Và những người đó đó, họ đi đến tất cả những cái thành phố lớn ở bên Hoa Kỳ để mà phát tán con virus đó. Là cái đó vào ngày 27 tới tháng 2 là đã có con virus rồi. 27 tháng 2 thì không biết họ đến nước Mỹ là lúc nào, mình không biết. Thì lúc đó đó, 20 hay 27 ta, đúng là mình quên mất rồi. Hình như là 20 cái tháng 2 thì đúng hơn. Thì quý anh chị em check lại trong cái chart của mà những cái ca nhiễm mà gia tăng ở bên Hoa Kỳ đó, thì vào ngày mà 20 cái tháng 2 đó thì nó có khoảng là có thể là vài chục người thôi. Nhưng mà sau đó đó, tại vì đó mình không biết, mình đâu biết, nói rồi có thể là cái đó là cái thuyết âm mưu, có thể quý anh chị nói như vậy. Nhưng mà thầy Thông Lái nhận được cái bức thư của người phụ nữ như vậy, và thầy Thông Lai đó livestream để mà đọc cái bức thư đó, nói về những tên gián điệp mà Tàu Cộng, và dùng cái chữ là ôm bom tự sát. Là tại vì khi mà họ phát tán cái con virus này thì cái sinh mạng của họ cũng bị đe dọa. Nhưng mà không, TV không nghĩ, không, TV256 không bao giờ nghĩ là ôm bom tự sát. Thằng giặc Tàu. Tại vì đơn giản, TV256 nhìn vào cái biểu đồ của
về những cái ca nhiễm mà lây lan, cái những cái ca nhiễm lây lan mà của Trung Cộng đó. 39 ngày nay, 39 ngày nay nó là một cái đường thẳng, coi như là bên Trung Cộng gần như là không có người nào nhiễm virus nữa, không có gia tăng, cái con số gia tăng rất là nhỏ, có thể là dưới 50 người mỗi ngày. Mỗi ngày họ gia tăng chỉ có 50 người mỗi ngày thôi. Thành ra cái biểu đồ đó là một cái đường thẳng trong suốt ba mươi mấy ngày như vậy. Trong suốt ba mươi mấy ngày đó thì điều đó nó chứng minh cho chúng ta biết rằng là Trung Cộng nó có thuốc để mà nó trị được con virus Vũ Hán này. Thành ra không có sự mà gia tăng cái ca nhiễm mỗi ngày giống như bên Mỹ. Hiện giờ có hai người, cảm ơn ông Bình kệ hai người thì hai người chứ, miễn mà có ông ở đây là tôi vui rồi. Nếu mà có ông ở đây thì tôi nói chuyện rất là dễ với ông, ít ra mình cũng có một người mình tâm sự với ông, chứ nếu mà không có ai hết tự nhiên mình nản chí lắm, mình không có tâm sự được với ai đó. Thì cái vấn đề mà Trung Cộng mà nó gửi người mà ôm bom mà tự sát như vậy đó, mình nghĩ đó là điều quan trọng mà chính phủ Hoa Kỳ phải cần biết, tại vì nó có bằng chứng là lá thư ở trong nằm ở trong tay của thầy Thông Lai, họ ôm bom tự sát như vậy. Thành ra nó mới tạo ra những cái ca mà khắp mọi thành phố lớn của Hoa Kỳ đều bị nhiễm, từ Chicago rồi Illinois rồi những thành phố rồi New Jersey rồi New York rồi Pennsylvania, California, biết bao nhiêu những thành phố lớn mà cái số lượng mà người nhiễm tăng lên một cách gọi là kinh hoàng. Mình nghĩ là gần như là nó có một cái bàn tay đen đúa nào đó để làm những cái chuyện ác như vậy. Và qua lá thư của thầy Thích Tông Lai thì mình lại tin vào điều đó. Mới đầu đó là mình không có tin, mình đã nghe nhiều rồi, mình đã nghe từ ngày 20 tháng 2 mà thầy Tông Lai cũng live stream để mà nói về vấn đề đó. Thành ra quý vị anh chị em mà không nghe được đó thì vào cái trang Mỹ Linh Nguyễn đi, thì sẽ thấy cái tiếp clip của thầy Tông Lai đó. Có lẽ hiện giờ bao nhiêu người đó Quỳnh Quốc Bình ông còn ở đó không, chắc hay là cũng đi rồi, chắc đi rồi. Thôi kệ mẹ mình nói một mình chắc cũng không sao đâu. Rồi mình có thể mình làm clip, chứ mình phải kể cái những cái sự kiện như vậy, những cái biểu đồ đó nó làm cái bằng chứng cho mình, để mình tố tố cáo cái tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam, của bọn giặc tàu. Mình phải gọi bọn giặc tàu, mình thích cái chữ đó, tại vì nó là bọn giặc, nó đang cái xâm chiếm cái đất nước mình, nó xâm chiếm ở Nam Quan rồi Thác Bản Dốc rồi bãi Tục Lãm rồi núi 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 đất ấy. Những Tàu Cộng là núi Lão Sơn, rồi hàng ngàn cây số ở biên giới miền Bắc, ở cái phần gọi là thượng du của mình. Thì nói thiệt, mình chiếm giữ cái phần thượng du mà bây giờ bị mất thì nó cũng rất là đau lòng.
Tại vì cái thượng du mà nó đem đại pháo ở trên cao mà nó bắn xuống thì mình làm gì mà chịu nổi. Thì rõ ràng đó có cái bàn tay của thằng giặc Tàu, thành ra nước Mỹ phải phải chịu cái điều cay đắng như vậy. Mà nó lại mang rợ, nó nói là Mỹ gọi là gây ra cái tạo ra cái con virus này. Mà bây giờ nước Mỹ gọi là vượt xa luôn, vượt xa bên bên Trung Cộng. Bên Trung Cộng hiện tại thì khoảng 81.000 thôi, mà bây giờ nước Mỹ vượt ra tới 100, không chừng ngày mai là lên đến 110 mấy ngàn, 110 mấy, 120 ngàn nữa. Nó quá kinh hoàng. Nhưng mà cái đau buồn đó là mình không có chuẩn bị về cái bình thở mà oxygen, cái bình thở oxygen đó là cái bình rất là quan trọng để mà có thể cứu những cái người mà đang bị nhiễm nặng về cái con virus Vũ Hán này. Họ bị nhiễm nặng thì họ cần phải thở oxygen, và cái thuốc mà hợp lý là cái thuốc mà chloroquine. Chloroquine thì mình nghĩ là mình dùng thuốc đó là đúng rồi. Tại sao bên Tàu đó, tại sao bên Trung Cộng đó, cái chỉ số lây lan nó là một cái đường thẳng, đường thẳng là song song với mặt đất, đường 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 gọi là từ từ tây sang đông, gần như nó không có sự gia tăng nữa. Thì rõ ràng là Trung Cộng nó có thuốc cách đây là 39 ngày theo cái dự đoán của TV256, qua cái biểu đồ đó, nó có thuốc cách đây là 39, có thể 4 40 45 ngày. Nó có thuốc rồi và nó trị được rồi. Thành ra chính vì nó có cái thuốc mà chloroquine đó, nó biết. Mà khi mà nó biết đó, thì nó phải công bố cho tổ chức gọi là Y tế Thế giới, là tổ chức WHO đó, nói tiếng Mỹ đó. Nó không công bố. Mà lý do nào tổ chức y tế quốc tế đó cũng không hỏi thằng Trung Cộng mày làm gì mà mày không có ca nhiễm nữa, tại sao mày không ca nhiễm được mà mày ký gọi là mày chữa được bệnh rất là nhiều người mà cái số tử vong cũng không có nữa. Số tử vong rất rất là ít. Thì mày phải công bố cho cái tổ chức WHO chứ, tại sao mày im lặng như vậy? Khi mà mày đã tìm ra cái thuốc giải mà mày im lặng, đó là cũng là tội ác. Nếu mà nó nói cho người ta đó, cả thế giới biết trước đó, thì đâu có khoảng mà biết bao nhiêu ngàn người ở bên Ý mà phải bị chết như vậy. Hiện tại bên Ý là chết nhiều nhất đó, thưa quý anh chị em. Mà cái chết bây giờ đó là hình như lên tới từ 25 đến 30.000 rồi. 30.000 người chết. Nếu mà hôm nay đó, để TV256 vào để TV coi thử coi bao nhiêu ngàn chết. Ồ, hiện tại cái số người chết đó là đã 600.000 người rồi đó. Ghê không? Kinh hoàng không? Nó gọi là 597.458 và ca chết là 27.370 người. Quý anh chị thấy nó quá kinh hoàng. Rồi bên Hoa Kỳ thì là 104.256 người
và hiện tại có 8 người chết. Và bên China thì chỉ có 81.000 thôi. 81.000 bị nhiễm bệnh thôi, còn Hoa Kỳ là 104.000. Mới hôm qua thôi. Hôm qua hôm nay đã vượt qua Trung Quốc là tổng cộng là 23.000. Ghê gớm thiệt. Thành ra mình nghi ngờ lắm. Mình nghi ngờ có cái điều gì vậy? Ủa? Mình vô rồi cái livestream mình đã mất tiêu rồi à? Lạ nhỉ. Livestream mình đã mất tiêu, không thấy hình ảnh luôn. Thấy rồi. Thành ra đó, những cái biểu đồ này đó là bằng chứng. Bằng chứng là tố giác cái tội ác của Trung Cộng đã che giấu những cái sự thật. Nhất là cái bằng chứng mà bên Vũ Hán đó, người ta nói đó là có thể chết tất cả hàng triệu người. Hàng triệu người mà dưới mồ chôn tập thể. Mồ chôn tập thể kinh kinh khiếp lắm quý anh chị em. Rồi biết bao nhiêu mà những cái nhà hỏa táng đó. Biết bao nhiêu người đi vào nhà hỏa táng. Nó có thể lên tới hàng triệu người. Mà Trung Quốc đã giấu nhẹm. Nhưng mà mình chứng minh được. Cái vấn đề là mình chứng minh được Trung Quốc đã giấu nhẹm điều đó. Tất cả những gì mà giấu nhẹm sự thật như vậy đó, rồi từ từ nó cũng không thể che giấu được. Nó không thể che giấu được đâu quý anh chị em. Tại đơn giản là mỗi người hiện tại đó, mỗi người hiện tại đều dùng cái cell phone, gọi là điện thoại di động. Thì khi người ta dùng điện thoại di động mà bây giờ người ta phải thuê bao qua những cái hãng giống như là China Telecom, rồi China Mobile. Ở bên Trung Cộng nó có ba hãng lớn và một cái nữa đó là China Unicom. Ba cái hãng lớn như vậy. Thì cảm ơn bạn Văn Toàn, thì hôm nay mình chứng minh điều đó. Thì qua ba hãng lớn này thì nó nói rằng là tổng cộng cái ba hãng lớn này nó mất đi cái khách thuê bao là 21 triệu người. 21 triệu người mà trong vòng 2 tháng, là tháng 1 và tháng 2. Tháng 1 và tháng 2 là xảy ra cái cơn đại dịch ở Vũ Hán. Và nó cho cái con số đó mà tháng 1, tháng 2 của năm 2019, nhiều người nói 12 triệu, 21 triệu, biết con số này họ dựa từ đâu mà ra. Thì họ dựa vào những cái hãng của những đó, cái đó nó nguồn tin nó từ ở trong Trung Quốc thôi, và những người đấu tranh người ta kiểm chứng được, và người ta chụp cái hình trạc của nó đó, cái trạc của nó đó đi xuống, tại vì mấy cái hãng đó nó hay có những cái biểu đồ để nó biết rằng là cái con số đi xuống. Thì đi xuống mà không còn thuê bao nữa đó. Tại vì họ chết rồi. Mình nghĩ là họ chết rồi. Khi mà họ nói 21 triệu thì quý anh chị em phải cộng lại cái số mà gia tăng. Tại vì năm 2019 và tháng 1, tháng 2 đó, nó gia tăng là 15 triệu. Mỗi năm nó cứ gia tăng 15 triệu.
thì mình phải dự định tháng 1 với tháng 2 năm 2020 nó cũng phải gia tăng thêm 15 triệu nữa. Mà đằng này nó không gia tăng 15 triệu mà nó rớt xuống 21 triệu. Thì mình phải tổng cộng, mình lấy hai con số đó mình cộng lại. 21 cộng với 15 ra 36 triệu. 36 triệu rồi mình cộng có khoảng 7% tăng trưởng mỗi năm nữa. TV cộng lại nó lên tới 38 triệu. Nó lên tới 38 triệu. Thì mình suy ra được cái con số mà người ta bỏ cái thuê bao là 38 triệu người. Thì cái đó thì nói thật thì những cái tin tức thì nó ở bên bên Tàu, mà nó coi như là nó cung cấp cho bên Pháp Luân Công thì vậy, để mà công bố những cái video clip như vậy. Họ đưa ra những cái hình ảnh và họ đưa ra những con số. Thì theo những con số mà họ nói như vậy thì TV lại cộng thêm cái những cái con số mà tăng trưởng nữa thì nó lên tới 38 triệu người. Tại sao 38 triệu người đã bỏ mà không dùng nữa? Đó là họ đoán thôi. Có thể nhiều khi những người đó bị tịch thu điện thoại cũng có rất nhiều khả năng không chính xác. Đúng vậy, đúng nó bàn văn toàn thì mình thấy nó không 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 có chính xác. Nhưng mà bây giờ cái này nó về khoa học, nó chứng minh được đó bạn văn toàn. Bên là Mỹ nó chụp hình ở trên satellite xuống và nó biết rằng là cái lượng mà CO2 đó, cái lượng mà người ta hỏa táng đó, nó đoán được cái số mà hỏa táng đốt xác nó kinh kinh khủng luôn. Thì cái đó đó, nếu mà sau này thư kiện đó thì Hoa Kỳ nó sẽ đưa ra những cái bằng chứng như vậy, giống như những cái bằng chứng mà giảm cái điện thoại của ba cái hãng mà Telecom với Unicom V-Mobile, China Mobile đó, ba cái hãng China đó. Hoa Kỳ sẽ đưa ra cái bằng chứng như vậy. Giá cho bạn Long Rồng Trần chào quý anh chị em đến với diễn đàn TV256. Hiện giờ bao nhiêu người rồi hả ông Bình? Ở đây nó không cái chỉ số đó nữa, mình không biết. Thành ra những cái bằng chứng như vậy không 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 thể nào mình không biết được, tại vì khoa học nó chứng minh cái điều đó, và Trung Quốc sẽ không có trả lời được, Trung Cộng sẽ không trả lời được. Họ giấu nhẹm rồi là hàng mấy chục ngàn, hàng triệu người chết vì cái con Vũ Hán này. Và họ giấu nhẹm cái vấn đề mà họ đã có cái thuốc để mà chữa trị cái Vũ Hán. Thành ra đó, cái ca nhiễm bệnh đó nó không có gia tăng. Mỗi ngày nó gia tăng vài người thôi. Gọi là dưới 50 người là tối đa rồi. Mà trong khi Mỹ đó, một ngày nó lên tới nhiều khi mấy chục ngàn luôn. Giống như hôm qua là đã mười mấy ngàn ca nhiễm. Thì khi mình nhìn cái biểu đồ đó là mình phải kết tội thằng Trung Cộng. Mày đã có thuốc, mày đã có thuốc, thành ra không có người chết, không có người chết thêm nữa, và không có ca nhiễm lây lan nữa. Thì cái đó tội ác của mày. Nếu mà báo cho người ta biết sớm là, mà mình nghĩ đó nha, TV256 nghĩ rằng là Trung Cộng nó cũng dùng cái thuốc chloroquine đó, thuốc mà trị sốt rét để mà chữa bệnh cái con virus Vũ Hán này.
Hãy nhìn như Triều Tiên đó mới biết. Viên khoa học chứng minh chuyện lượng khí thải CO2 đó cũng không logic. Họ chụp hình được á. Họ chụp hình mà họ estimate là bao nhiêu tấn. Mình cái giờ cái vấn đề khoa học của mình cũng không rành mấy, nhưng mà trên cái những cái chỉ số đó và những cái chỉ số mà những cái ô nhiễm không khí của Trung Cộng đó hoàn toàn biến mất, tại vì tất cả những cái hãng xưởng nó đó nó không có đi làm, những cái hãng xưởng nó không có hoạt động, thành ra cái chỉ số mà ô nhiễm ở những thành phố đó thì nó lại biến mất. Tất cả đều nó dùng cái satellite để nó phân tích rồi nó nghiên cứu để mà nó biết được là cái thằng Trung Cộng nó láo như thế nào. Nó giống như TV26, TV26 dùng cái biểu đồ của Trung Cộng, nó chỉ đi đi một đường thẳng, nó không có lên, nó ca nhiễm cái 81.000 người hoài, nó không có lên, mà nó còn còn giảm nữa là những cái người mà khỏi bệnh đó. Cái chỉ số chết người cũng không có, nó hoàn toàn nó control được. Khi mà nó control được cái con virus đó thì chắc chắn là nó phải có loại thuốc. Nhưng Hoa Kỳ hoàn toàn không có. Mà cái đau đớn mà cái mình cần kết tội nó đó là nó giấu nhẹm suốt ba mươi mấy ngày. Thì đến ngày hôm nay mình mới biết rằng là người ta đã trị được con virus bằng cái thuốc mà chloroquine, mà thuốc mà trị sốt rét. Hiện nay nó có nhiều bằng chứng cho thấy là từ bên Pháp, mấy chục người bên Pháp người ta cũng chữa khỏi hết. Và mình phải nói là rất là đau lòng là một người bạn của mình đó là Thùy Trang Nguyễn đó. Quý cha anh chị mà biết cô Thùy Trang Nguyễn đó, thì cô Thùy Trang Nguyễn đó, đó cổ tình nguyện cổ lên New York để mà cổ trị bệnh đó, cho người ta đó. Mà bây giờ cổ là một người đã bị nhiễm bệnh Vũ Hán. Quý anh chị em thấy không cách nào tránh, dù là những người bác sĩ đó họ có đeo khẩu trang, dù là họ rửa tay cẩn thận cũng không thể nào tránh được, tại vì nó quá nhỏ đi, nó quá nhỏ, nó cũng đi xuyên qua khẩu trang luôn. Đối với TV256 á, thì nói thật TV Dân Trung Cộng chết chết là liệt, nhưng nó bưng bít thông tin giả thuyết Trung Cộng nó có thuốc là không thuyết phục thôi. Nhưng mà tại sao nó không có ca nhiễm? Cái ca nhiễm nó toàn là một ngày nào cũng dưới 50 thôi. Nhiều khi Trung Cộng nó tung quả mù thì sao? Buộc phải ra ngay đúng không? Đúng không? Đúng lắm. Nó có thể làm bất cứ điều gì. Nó có thể chết hàng triệu người mà nó nói, nó không công bố, không ai biết hết. Ngay cả những người đang sống ở Trung Cộng cũng hoàn toàn không biết. Những người dân Trung Cộng cũng không biết chết bao nhiêu người nữa. Tất cả đều là ước tính đó. Khi mà một cái nhà nước mà nó che giấu sự thật đó, thì hoàn toàn không ai biết. Giống như cái trường hợp mà quân quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa, dân quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa, thì người ta ước đoán lần mà thời mà ông Phạm Văn Đồng ổng lên ổng nói cái con số mà có khoảng 1 triệu người đó, ổng nói rồi là cái thời đó Thủ tướng Phạm Văn Đồng ổng nói khoảng 1 triệu tù nhân,
Mình nó quân dân cán chính luôn, chứ không phải là người dân cũng bị bắt luôn. Thì sau này đó TV256 cũng có một cái nguồn tin mà họ đưa ra rất là chính xác. Dạ chào bạn Trần Vũ Anh Bình. Nguồn tin mà TV biết rằng chính xác rằng là nó một người phụ nữ họ về đó, họ viếng lại cái mộ của ba cô ấy mà ở ngoài Bắc. Thì cổ là người chứng kiến được cái sổ mà của một cái ông đại tá, ông canh giữ ngay chỗ đó, và ông cho cái biết cái con số là 200.000 người chết đó. 200.000 người chứ không phải 165.000 người mà chết, mà theo theo ước tính của một cái nghị sĩ mà thượng nghị sĩ mà Jim West đó. Thượng nghị sĩ Jim West là có James West đó là của có chồng có vợ là người Việt Nam. Thì thượng nghị sĩ đó ước lượng là 165.000 người chết, nhưng mà theo cái sổ sách mà cô gái đó cô kể lại cho TV26 thì 200.000 người đã chết trong những trại học tập cải tạo ở ngoài Bắc. Tổng số tất cả những người tù nhân mà bị giam giữ đó là 200.000 người chết. Họ chết đủ mọi cách. Họ chết vì đói, họ chết chết vì bắn sau lưng, họ chết vì đủ thứ. Làm chính trị mà con số chết kể cả thời Hitler còn không rõ, mà tất cả những chế độ độc tài đó thì mình phải thông cảm cái điều đó. Văn Toàn, họ không có dạy gì cho mình một con số chính xác, nhưng mà ít ra đó mình cũng biết khi mà họ có đưa con số mà chính xác đó thì mình có thể mình phải nhân gấp 5 lần, gấp 10 lần. Đơn giản thôi. Giống như trong cái cuốn sách mà về mà kinh tế học gì của Cộng sản đó, họ đưa ra là một con số là cải cách ruộng đất là 172.008 người địa chủ mà bị giết chết. Thì mục sĩ Nguyễn Chí Thiện mới nói con số đó là con số nó không có đúng sự thật. Và mục sĩ Nguyễn Chí Thiện đưa ra nhiều bằng chứng mà mục sĩ Nguyễn Chí Thiện chứng minh được là con số nó phải là trên 500.000 người bị giết. Và mục sĩ Nguyễn Chí Thiện đưa ra cái bằng chứng đó là hai cái khẩu hiệu mà tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó đơn giản đó, giết lầm 10 người hơn là bỏ sót một người. Họ thà là họ giết lầm 10 người hơn là bỏ sót một người. Thêm một cái câu nữa, trí phú địa hào, đào tận gốc, cấp tận rễ. Tất cả những thành phần trí thức, dù là có đeo cái mắt kính cận đi cũng là trí thức. Mà thời đó đeo cái mắt kính cận, thời đó thì nói thật, tivi thì nghe mấy cái cụ già vào cái bao thóp đó, mấy cái người mà khá lớn tuổi đó, họ vào bao thóp rồi họ nói cho tivi biết, 256 biết là cái thời mà sống với cộng sản nó kinh hoàng như vậy đó. Là chỉ cần đeo cái mắt kính thôi là nó buộc vào cái thành phần là trí thức rồi, là cần phải tiêu diệt rồi đó. Thành ra tất cả những người trí thức đều bị tiêu diệt hết, những người phú là giàu có tiêu diệt hết, tất cả những người địa chủ tiêu diệt hết. Trí phú thời đó mình không thể tưởng tượng được nữa. Tại sao nó có những câu
mà đau đau đớn đối với dân tộc mình như thế. Trí phú địa hào, đào tận gốc trọc tận rễ. Hào là dân cường hào ác bá rồi đó, những cái tên mà cũng như đầu trộm đuôi cướp đó, đều phải tiêu diệt hết. Mà tất cả những người trí thức mình phải bị tiêu diệt thì quý anh chị em nghĩ cái đất nước mình ra sao? Đây đó có phải là chủ trương của một người Việt Nam không? Không bao giờ. Không bao giờ người Việt Nam mà lại đi giết những người trí thức của đất nước mình. Để đó cũng là bằng chứng để mà tố cáo Hồ Chí Minh là tên giặc tàu, tên gián điệp tàu. Hồ Chí Minh đâu có muốn những người trí thức của mình còn sống để mà chống lại giặc tàu đó. Sáng 30 tháng 4 bạn tôi mang kiến trắng cận thị mà bị đi tù lâu. Oh man, người 75 nữa, ghê chưa? Đó có sự việc nó xảy ra như vậy. Thành ra khi mà TV26 mà làm MC ở trên Bao Thót á, TV mới nghĩ ra là đó là đúng chứ không phải sai sai đâu. Tất cả trí thức mà cái ông đó cũng kể về cái cặp mắt kiến thị cận thị đó, mà nó cho là người trí thức rồi đó, mà phải giấu luôn đó. Tại vì nó không chấp nhận những người trí thức. Trí phú địa hào, những cái thành phần giàu có giống như bà Nguyễn Thị Năm đó, bà Cát Hanh Long đó. Bà Cát Hanh Long mà người bị chết đầu tiên do Hồ Chí Minh giết. Và Hồ Chí Minh là người phát động cải cách ruộng đất. Mà sau này đó do cái tội ác đó là do Trường Chinh làm. Tưởng đâu giết người lại những người đó là những người ân nhân của mình đó. Bà Cát Hanh Long đó là ân nhân đó. Biết bao nhiêu cán bộ cao cấp thời đó là đều đến nhà của bà để mà ăn cơm, để mà bà ủng hộ 100 lượng vàng cho Việt Minh. Bà Cát Hanh Long rốt cuộc phải mang bà đã ra là nổ có phát súng đầu tiên để giết bà Cát Hanh Long, là cái bà đó đã nuôi cơm cho Việt Minh mà rốt cuộc bà bị giết hại một cách đau đớn như vậy. Thành ra đó là cái chủ trương của cộng sản, được làm sao mà không giết. Trí phú địa hào, ít ra là bà cũng thành phần là phú rồi, phú là giàu có rồi, nhưng bắt buộc phải giết thôi. Mà cái đó đó nếu mà mình kể bằng chứng là nó cũng là đúng rồi. Cái thời đó đó là Hồ Chí Minh nhận được chỉ thị từ Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông cử cái tướng mà Trần Canh đó, tướng Trần Canh đó, để mà đưa cho chỉ thị cho Hồ Chí Minh phải giết 5% dân số. Và nếu mà 5% dân số mà thời mà miền Bắc lúc đó thì cỡ khoảng trên 10 triệu, thì đúng là cái con số 500 ngàn mà ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện ước đoán. 5% dân số tướng Trần Canh giao cái chỉ thị đó cho Hồ Chí Minh. Mà tướng Trần Canh đó sau này nữa khi mà nó hụt hạch với nhau đó, thì tụi mà Tào Cộng nó mới đưa cái bằng chứng đó là tướng Trần Canh nè, Lã Quý Ba nè, là những tướng đó là chỉ huy cho cái trận đánh Điện Biên Phủ. Và chúng con trong nước kính chào bác cùng bà con trong và ngoài nước. Cũng may là sau khi ra khỏi Việt Nam tôi mới đeo kiến trắng tội nghiệp. Khốn nạn gì đâu,
bạn Quỳnh Quốc Bình nói như vậy, thành ra trên TV nhớ lại cái thời á, cái thời mà Cộng sản mới vào năm 75, thì nói về TV với bà xã đó quen với nhau năm 76, 77, 78 vậy đó, năm 76, 77 thôi. Rồi 77 thì cuối 77 là vượt biên rồi. Thì lúc đó hai vợ chồng chưa là vợ chồng thôi, hai vợ chồng đi đi ra ngoài đường phố đó, thì bà hai 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 nắm tay mình thôi, chứ mình cũng ít có nắm tay bà. Bà hai nắm tay bà hai 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 để cái tay ở trên cái cùi chỏ của mình này, chúng phải nắm tay. Thế là đi đi ngang qua, trời ơi, bộ đội nó mấy thằng bộ đội, năm sáu thằng bộ đội nó lại, nó chặn bắt liền, nó chặn bắt liền, rồi nó giảng nghĩa mà cả 15 phút nửa tiếng, nó không phải giỡn đâu. Nó cứ nói rằng là nó hỏi có phải là vợ chồng không, thì nó không phải, chỉ là yêu thôi. Nó bắt nó giảng moral, nó giảng là yêu nhau là phải gặp hai bên cha mẹ phải gặp nhau rồi cưới, hỏi cưới đàng hoàng, chứ không được mà đi đi mà nắm tay với nhau như thế này trước công chúng như thế này. Trời, nó giảng rồi bắt vô tù đó chứ, nó bắt, nhưng mà mình cũng phải năn nỉ nó thôi, thì mình nói là mình phải nghe lời nó thôi. Cứ cái tánh mà TV 256 thì thường thường là cự á, chứ không có nghe lời đâu, dữ lắm á. Gặp cộng sản dữ lắm, mình thì bản tánh mình, nhưng mà mình gặp cộng sản là mình ghét lắm, mình cự tối đa đó. Nhưng mà nó khổ một cái là mình với bà xã mình là lúc đó trên cái con đường đi về, và mình mang theo cái bịch thuốc tây, thành ra vì cái thuốc tây đó mà mình nhỏ nhẹ, mình cứ dâng lời mà nó cũng không khám nữa. Thời buổi đó là nó cũng không khám, là mình mang theo cái gì. Chứ nếu sự thật mà nó khám thấy thuốc tây là chắc chết mình nữa. Thành ra nó tha cho mình, nó nói lần này nó tha đó, nó thấy mình năn nỉ nó quá, nó cũng tha thôi, nó tha, nó không bắt. Thành ra nhưng mà nó dặn mình là phải về nhà, phải nói chuyện với bên hai bên cha mẹ rồi mới hỏi cưới nhau, rồi chứ không có được nắm tay mà đi ở ngoài đường như thế này. Trời, mình Sài Gòn như vậy mà nó bắt mình phải đi. Đi đi đến cái thời và đồ đá. Phải có đảng nhất trí thì mới được nắm tay. Đúng rồi, nhất trí á, họ vợ chồng với nhau là phải có được cái đảng, rồi là hợp thức hóa họ mới thành vợ chồng được. Ghê gớm thiệt. Thành ra đó, TV ở đây TV muốn nhấn mạnh một cái điểm mà quý anh chị phải mường tượng ra. Cái tên Hồ Chí Minh là cái tên gián điệp Tàu, nó là người Tàu, thành ra nó mới ác với người Việt Nam như vậy. Nó mới có cái câu khẩu hiệu mà sau này những cái hình ảnh cũ mà quý anh chị em thấy trong thời cải cách ruộng đất, nó vẫn còn cái câu khẩu hiệu đó: trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ. Tất cả những thành trí trí thức mà nó tiêu diệt hết thì nó chiếm nước mình rất là dễ dàng, đơn giản thôi. Không có một người Việt Nam nào mà không mà giết những người Việt Nam mà giàu có,
hoặc là có trí thức mà giết, đành đoạn mà giết như vậy, mà nó tiêu diệt hết tất cả những thành phần trí thức như vậy, thì nó là ai? Nó là Hồ Chí Minh, nó là tên giặc Tàu. Chỉ có giặc Tàu mới 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 tiêu diệt người quốc gia như vậy. Nó là giặc Tàu, thành ra nó đâu có biết là ngôn ngữ Việt mình nhiều đâu. Nó dùng toàn là ký tự không? Ký tự mà phiên âm á. Những chữ G, rồi những chữ Z, rồi những chữ F, trong khi ngôn ngữ mình đâu có được. Nhưng mà nó phải dùng ký tự đó, nó hiện cái âm ra để mà nó có thể nó đọc tiếng Việt. Sự thật nó không có rành nhiều về tiếng Việt. Hồ Chí Minh, còn Hồ Chí Minh mà có thể là Hồ Chí Minh thật là đã chết trong cái trại trại tù Hồng Kông này. Để tôi đi lấy cái cuốn cuốn sách cộng sản, cái cuốn sách của ông Hoàng Văn Chí nè, đây nè, từ thực dân đến cộng sản nè, của Hoàng Văn Chí nè, cuốn sách TV có nè, để làm cái bằng chứng cho quý anh chị em thấy, trang 79 nè. bảy mươi bảy rồi, 78 79 đây nè, nó lột ra nè. Ủa, chắc là mình chụp hình nữa. Đây là 79 đó, quý anh chị thấy không, bị Nguyễn Ái Quốc chết nè, ở Hồng Kông nè, 1900-1933 nè, nè, ở khám trường Hồng Kông, mà cái tờ Daily Worker của Đảng Cộng sản Anh đó, báo nè, Daily Worker nè, thấy không, báo Daily nè, Worker nè, cơ quan của Đảng Cộng sản Anh nè, đăng một bản tin nói rằng là Hồ Chí Minh đã chết vì bệnh lao trong khám đường Hồng Kông. Mỗi anh chị em biết đó, ông Hoàng Văn Chí là một người cộng sản, mà sau này đó ông biết là cộng sản là tội ác. Ông là một người rất là nổi tiếng ở trong Đảng Cộng sản, và ông là một người in tiền cho Đảng Cộng sản, thành ra ông cũng quan trọng lắm. Mà sau này ổng lẽ dĩ nhiên là người ta thấy cái tội ác, người ta làm việc trong đó, người ta thấy cái tội ác của Đảng Cộng sản. Và Hồ Chí Minh thời đó thì bắt buộc là phải chết với bệnh hoa lao thôi. Mình đã đọc nhiều tài liệu, nó có 4 cái tài liệu nói về Hồ Chí Minh bị bệnh lao. Mà bệnh lao thì làm sao chết, làm sao mà không bao giờ thoát khỏi cái chết được. Mình biết cái vi trùng cóc mà. Cái vi trùng cóc đó là thời đó chưa có thuốc, thuốc hoa lao là thuốc mà streptomycin đó. Thời đó chưa có thuốc đó thì bắt buộc ai bệnh hoa lao cũng phải chết rồi. Mà Hồ Chí Minh không thể nào tránh khỏi. Thành ra nó đau đau lòng như vậy, rất là đau lòng khi mà những người trí thức mình bị tiêu diệt. Hiện giờ có bao nhiêu người rồi bà con? Trời ơi, nãy giờ mình tám lên nên 1:12 rồi, chắc là thiên hạ bỏ hết rồi.
Thành ra bây giờ đến cái vấn đề mà bệnh, mình không biết bao nhiêu người, thành ra mình chắc là nói mình nói một một mình nên quá. Thôi kệ. Hay là nãy giờ đủ dài rồi, chắc là quý anh chị cũng chán lắm rồi. Thành ra bữa nay 8 rồi. Quý anh chị em nào mà muốn 8 đó lên đây 8 không? TV hiện tại TV thấy có cái nút mà share screen. Thì quý anh chị em nào đánh tắt chat mà muốn lên thì cho TV256 biết thì TV sẽ mời lên. Chắc hiện tại không có ai coi hết. Thôi chắc mình 8 cũng cũng đủ rồi nha. Mình 8 gì là chắc đủ rồi. Thôi cảm ơn quý anh chị em đã vào diễn đàn TV256 nha. Mình hy vọng là gặp lại quý anh chị em nhiều lần nữa. Nếu mà mình có thời giờ mình rảnh, mình sẽ lên 8 với quý anh chị em thêm ở trên Facebook. Thôi chào quý anh chị em nha. Mình không biết là bây giờ nó dở một cái đó là nó không cho mình biết con số bao nhiêu người tham dự. Thành ra cái đó cũng là một cái trở ngại lớn để mình không biết mình có nói chuyện với ai không. Ít ra mình có nói chuyện một người thì mình cũng còn cảm thấy hăng hái là có một người nghe. Rồi thầy xin mến chào nha. Kết thúc cái buổi video nói chuyện này. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.